Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách Bấm vào nút đăng ký đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh Để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Trước trận đấu U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Thống Nhất Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 Trung Vệ Thép bất ngờ tiết lộ. Kính thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 6 tháng 1 trước buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam, Trung Vệ Huỳnh Tấn Sinh đã có những chia sẻ với báo chí về sự chuẩn bị của đội trước giải châu Á. Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Quảng Nam đã cho biết rằng điều kiện sân bãi tại Buriram rất thuận lợi, công tác tổ chức của chủ nhà Thái Lan rất tốt và sẽ giúp ích cho màn trình diễn của toàn đội. Với đa số cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, đây là lần đầu tiên chúng tôi được chơi trên sân vận động này toàn đội mới chỉ có một buổi tập và sẽ cần thêm thời gian để làm quen sân bãi cũng như trái bóng được sử dụng ở giải đấu lần này. Tấn Sinh cũng đưa ra đánh giá về đối thủ đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam. Cụ thể anh đã nói rằng mỗi đối thủ của chúng ta ở bảng D đều có cái khó riêng. Về trận ra quân của đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất, đây là đội bóng rất mạnh, có lối chơi kiểm soát. Tuy nhiên ban lãnh đạo U23 Việt Nam sẽ biết cách ứng phó và đưa ra phương án chiến thuật. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu từng trận đấu một Cuối cùng Tấn sinh khẳng định, anh và các đồng đội không gặp áp lực vì những thành công của giải U23 châu Á năm 2018. Cụ thể anh đã nói rằng, chúng tôi không gặp áp lực với danh hiệu đương kim Á quân. Các cầu thủ từng tham dự giải đấu này 2 năm trước cũng rất tập trung vào hiện tại thay vì chú ý tới thành tích trong quá khứ. Phần tin tiếp theo, Sở Mục Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Đây là lý do thầy Park quyết mạo hiểm với Đình Trọng tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, Kết quả chụp MRI từ Thái Lan đã hé lộ, Đinh Trọng vẫn chưa bình phục 100% thể lực và chỉ có thể ra sân từ trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Huay Ba Triều Tiên. Nhiều ý kiến đã cho rằng phù thủy Park Hang Seo mạo hiểm với quyết định điền tên trung vệ Trần Đình Trọng còn dính chấn thương vào danh sách đội tuyển Huay Ba Việt Nam. Ngược lại, số đông lại nhận xét vì thuyền trưởng người Hàn Quốc chọn trung vệ câu lạc bộ Hà Nội để thực hiện những toàn tính điều tài. Cầu thủ sinh năm 1997 không còn tập riêng nhưng theo trần đoán của các bác sĩ, sau kết quả chụp cộng hưởng từ MRI thì Đình Trọng sẽ nghỉ thi đấu hai trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U23 Ả à Rập Thống Nhất và Jordan. Nhiều khả năng trở lại khi đội tuyển U23 Việt Nam đấu Triều Tiên vào ngày 16 tháng 1. Vì sao phù thủy Park Hang-seo quyết chọn Đình Trọng? Đầu tiên tướng Park không bao giờ từ bỏ dễ dàng, luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Trường hợp Đình Trọng không phải là ngoại lệ, còn nhớ trước đây chiến binh Nguyễn Trọng Hoàng cũng dính chấn thương dự kiến nghỉ thi đấu một tháng, có thể vắng mặt ở trận đấu gia quân Việt Nam gặp tuyển Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Nhưng thầy Park vẫn chấp nhận mạo hiểm điền tên Hoàng Bò vào danh sách sơ bộ và thật thần kỳ cầu thủ của Viettel đã kịp bình phục chấn thương để ra sân thi đấu với Thái Lan. Vậy nên, chọn Đình trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt kỳ vọng trung vệ này sẽ hồi phục thần tốc, có thể ra sân sớm hơn chứ không phải chờ đến trận đấu gặp U23 Triều Tiên. Chưa hết, là một bậc thầy về chiến thuật và tính toán, Thủ thủy Park Hang-seo không chỉ chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng bảng mà còn nhắm đến các trận quyết đấu nảy lửa ở vòng đấu loại trực tiếp. Trần Đình Trọng rất có thể sẽ là của để dành vũ khí bí mật tạo sự khác biệt mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho đối thủ ở giai đoạn knockout. Trường hợp trong hình trở lại trong trận đấu với đội tuyển U23 Triều Tiên, anh sẽ củng cố sức mạnh ở hàng thủ Việt Nam và có bước chạy đá tốt chuẩn bị cho vòng tứ kết. Iran, Uzbekistan và Hàn Quốc tại bảng C nhiều khả năng sẽ là đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam cho nên mới nói huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có lý khi điền tên Trần Đình Trọng vào danh sách đội tuyển U23. Phần tin tiếp theo trận bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin sắp đấu U23 Việt Nam báo Ả Rập bất ngờ tung hô sức mạnh của đội nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất vắng mặt do không vượt qua được vòng loại. Tuy nhiên, tấm huy chương đồng ASEAN năm 2018 là cơ sở để đội bóng Tây Á đặt mục tiêu cao tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Nếu đạt được thành tích tương tự, đội tuyển U23 Ả Rập Thống Nhất sẽ là đội giành vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Trong bài viết mới đây, tờ Cora tỏ ra tự tin về sức mạnh của đội tuyển U23 Ả Rập Thống Nhất. Cụ thể, tờ báo này đã viết rằng, Đội tuyển U23 Ả Rập Thống Nhất đã sẵn sàng để tiến xa hơn vòng tứ kết trong lần thứ ba tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Hai lần trước, Ả Rập Thống Nhất đều dừng chân ở vòng đấu này. Năm 2013, Ả Rập Thống Nhất thua Jordan với tỷ số 0-1. Ba năm sau, chúng ta lại thất bại trước nhà đương kim vô địch Iraq. Tại giải đấu năm nay, Ả Rập Thống Nhất nằm cùng bảng với Việt Nam, Jordan và Triều Tiên. huấn luyện viên trưởng U23 Ả Rập Thống Nhất Masie Skoza đang được người hâm mộ đặt nhiều niềm tin. Tại vòng loại, ông đã giúp đội bóng xếp đầu bảng đấu, bằng điểm với Ả Rập Xê Út, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đó là một khởi đầu ấn tượng trên hàng công, đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất có tiền đạo 22 tuổi đó là Zayed Al ameri Tại vòng loại, Zayed Al ameri đã ghi tới 5 bàn thắng, chiếm một nửa số pha lập công của đội tuyển. Anh là trụ cột trong đội hình đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất và sẽ nâng cao thành tích ghi bàn của mình để giúp đội nhà tiến gần hơn tới tấm vé Olympic Tokyo năm 2020. Ngoài ra Ả Rập thống nhất còn nhiều ngôi sao khác như Mohamed Al Hamadi, Mohamed Al tad Mohamed Zuma tất cả đều hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Trận đấu ra quân của đội tuyển Ả Rập thống nhất là gặp U23 Việt Nam vào lúc 17 giờ 15 ngày mùng 10 tháng 1 tới đây. Hai đội đã gặp nhau tại giải đấu năm 2016, khi ấy U23 Ả Rập thống nhất đã thắng với tỷ số 3-2 sau màn lội ngược dòng kịch tính. Phần tin tiếp theo sân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin trước trận đấu U23 Thái Lan và U23 Bahrain, huấn luyện viên Nishino tuyên bố bất ngờ. Kính thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Akira Nishino khẳng định đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ U23 Bahrain và sẵn sàng cho trận đấu mở màn vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Cụ thể, huấn luyện viên Akira Nishino đã nói với Siam Sport rằng, Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của Bahrain thông qua giải cúp vùng vịnh. Lúc này tôi nghĩ U23 Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Về tình hình lực lượng, Afan Dolo là cầu thủ duy nhất gặp vấn đề sức khỏe Chúng tôi nhận tin tốt lành khi Suvana sẽ trở lại sau 2 ngày không tập luyện vì đau mắt. U23 Thái Lan có thêm 2 ngày để tập luyện và chúng tôi cần cải thiện thêm khả năng tấn công cho trận đấu ngày 8 tháng 1 tới đây. Trong khi ông thầy của mình thể hiện sự tự tin, thì tiền vệ ngôi sao của U23 Thái Lan cũng tuyên bố chúng tôi sẽ rất khác so với SEA Games 30. Cụ thể, tiền vệ Chris Sada của đội tuyển U23 Thái Lan đã nói rằng Chúng tôi ngày một chơi tốt hơn và đang dần hoàn thiện lối chơi. Các cầu thủ giờ đã biết cách chơi theo nhóm, cầm bóng và triển khai lối chơi của toàn đội. Đó chính là điều mà huấn luyện viên Akira Nishino yêu cầu chúng tôi phải thực hiện sau SEA Games 30. Không chỉ trong khâu tấn công và tổ chức lối chơi, Chris Sada đã cho biết rằng huấn luyện viên Nishino cũng chấn chỉnh rất nhiều cho các cầu thủ, đặc biệt ở hàng tiền vệ và khả năng phòng ngự. Tại SEA Games 30 vừa qua, chúng tôi gặp vấn đề trong phòng ngự. Những đường lên bóng còn chậm, thiếu tốc độ và đột biến trong khi các cầu thủ lại hay dễ bị mất bóng. Qua đó khiến đội nhà thường xuyên dính đòn hồi mã thương. Huấn luyện viên đã chấn chỉnh rất nhiều về vấn đề này và toàn đội giờ đây đã trở thành một khối gắn kết. Với các tiền về, huấn luyện viên Akira Nishino đã yêu cầu chúng tôi vào bóng nhanh hơn thay vì chờ đợi như trước. Sự chắc chắn và quyết liệt được đưa lên hàng đầu bởi chúng tôi là những tiền về. Toàn đội đang ngày một chơi tốt hơn và đội tuyển U23 Thái Lan sẽ rất khác so với SEA Games 30. Ở trận đấu tập hôm mùng 4 tháng 1, đội tuyển U23 Thái Lan phải đón nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Ả Rập Xê Út. Trái với sự thất vọng của nhiều cổ động viên Thái Lan, tiền vệ 20 tuổi lại tỏ ra lạc quan với kết quả này. Ả Rập Xê Út có các cầu thủ nhanh nhẹn và sở hữu thể hình tốt hơn chúng ta. Đây được coi là khâu tổng duyệt tốt giúp chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu ra quân gặp U23 Bahrain, một đội bóng có lối chơi tương tự và cũng tới từ Tây Á. Điều quan trọng là chúng tôi đã chơi bóng với sự tự tin và dám tấn công đối thủ. Yếu tố sân nhà cùng sự cổ vũ của các cổ động viên cũng sẽ là động lực giúp các cầu thủ chơi với hơn 100% năng lực ở những trận đấu tới đây. Sau SEA Games 30, Cristada là một trong 10 cầu thủ được huấn luyện viên Akira Nishino gọi bổ sung lên đội tuyển U23 Thái Lan. Sở hữu lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ gia tăng sự chắc chắn cho tuyến giữa của voi chiến. Phần tin tiếp theo, sản bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Báo Thái Lan tuyên bố, thầy Park và U23 Việt Nam thắng nhiều đối thủ nhưng không hơn huấn luyện viên Akira Nishino và U23 Thái Lan. Kính thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 sắp cởi tranh trên đất Thái Lan ở giải này cách đây 2 năm Thái Lan đã ra về từ vòng bảng còn đội tuyển U23 Việt Nam vào tới trận chung kết và chỉ thua Uzbekistan ở phút bù giờ tại SEA Games 30 thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xuất sắc đăng quang trong khi người Thái cũng bị loại sớm sự tương phản này khiến nhiều ý kiến cho rằng U23 Thái Lan đang thua kém so với đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đánh lớn dẫu vậy truyền thông Thái Lan không đồng tình với quan điểm này cụ thể tờ Thái Đắt đã viết rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với những thành tích nổi bật trong hai năm qua được đánh giá cao hơn Thái Lan Tuy nhiên đội bóng của huấn luyện viên Akira Nishino sẵn sàng và đừng vội đưa ra kết luận khi giải đấu chưa diễn ra. Thái Rát còn khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không hơn huấn luyện viên Akira Nishino. Cụ thể tờ báo này đã viết rằng họ nói huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thắng bất cứ đội bóng nào nhưng lại không thể làm gì huấn luyện viên Akira Nishino trong 3 lần chạm trán gần nhất. Từ những quan điểm trên, Thái Rát đưa ra kết luận đừng để bóng đá Việt Nam tiếp tục xếp trên chúng ta. Đội tuyển U23 Thái Lan không thua kém Việt Nam. Và sẽ là quá sớm để đưa ra những dự đoán hay kết luận về thành tích của hai đội tại U23 châu Á năm 2020. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xuân bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.